Về MV mới của Hương Giang, tối 31 tháng 10, Hương Giang tung ra MV Anh Ta Bỏ Em Rồi. Ca khúc Anh Ta Bỏ Em Rồi được sáng tác bởi nhạc sĩ Jin9, với chất nhạc ballad cùng giai điệu dễ nghe tương tự như hai ca khúc trước đó. Nội dung MV tiếp nối câu chuyện tình cảm của bộ ba Hương Giang, Karen, Jack trong hai sản phẩm âm nhạc trước đó, là Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh, và Em Đã Thấy Anh Cùng Người Ấy. Phần 2 khép lại ở phân cảnh Hương Giang đau đớn, khóc nức nở khi tiếp tục bị Jack phản bội, cùng sự xuất hiện bỏ ngỏ của Mỹ Nam The Phêmen Thái Lan. Mở đầu phần 3, danh tính của chàng trai này được tiết lộ. Trong quá khứ, Philip là đàn em khóa dưới của Hương Giang và có tình cảm với cô. Chàng trai luôn có sự quan tâm thầm lặng với người chị của mình, nhưng lại không dám nói ra ngay cả khi sắp đi sang Mỹ du học. Bẵng đi một thời gian, Philip đã trở về nước và sự xuất hiện kịp lúc của anh trong lúc Hương Giang cảm thấy yếu lòng nhất đã khiến cô bị rung động. Trong khi đó, từ khi chung sống với Hân, Jack vẫn luôn vương vấn bóng hình của Hương Giang. Điều này khiến Hân nhiều lần tức giận vì kế hoạch trả thù của mình không được trọn vẹn. Trong ngày Philip có cuộc hẹn quan trọng với Hương Giang thì Hân đã giả vờ bị tông xe và ngã vào vòng tay của anh chàng. Phần đoạn này cũng đã khép lại MV. Mọi tình tiết tiếp theo sẽ được hé lộ trong phần 4. Ngay sau khi ra mắt, MV Anh Ta Bỏ Em Rồi đã nhận nhiều ý kiến trái chiều từ người xem. Một bộ phận khán giả tỏ ra thất vọng vì nội dung MV khá nhạt, không hấp dẫn bằng hai phần trước và quảng cáo khá nhiều. Việc nữ ca sĩ kéo dài sang phần 4 có thể sẽ nhận phản ứng ngược từ công chúng.